Có lẽ ai đặt tên cho Nguyễn Đức Thọ chắc hẳn cũng mong muốn Thọ được sống lâu và hạnh phúc. Tuy nhiên, 32 tuổi mà đã có một tiền sự cai nghiện ma túy bắt buộc và hai tiền án về tội trộm cắp tài sản thì hy vọng ấy có vẻ hơi mong manh. Ngày 18 tháng 1 năm 2021, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cái Bè cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Đức Thọ, cư trú tại khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để điều tra xử lý về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của cha ruột mình. Theo điều tra ban đầu, Thọ chỉ vừa chấp hành xong án phạt tù được vài tháng. Tối ngày 8 tháng 1 năm 2021, Thọ mượn xe của cha ruột lấy lý do đi uống cà phê. Ra khỏi nhà, Thọ đi nhậu với bạn bè, sau đó đem xe của cha đi cầm cố với giá 13 triệu đồng. Thọ dùng số tiền này chơi game bắn cá và thua sạch. Tiếp đó, Thọ nhờ người bạn Tèo Bà Xíu đến gặp chị Triệu Thị Hồng Cúc để cầm xe máy của Tèo Bà Xíu để lấy 13 triệu đồng. Thọ nhận của chị Cúc 13 triệu đồng, chuộc chiếc xe máy của cha. Tiếp đó, Thọ lại lấy xe máy của cha rồi đem thế chấp cho chị Cúc lấy xe của Tèo Bà Xíu ra. Thọ mượn thêm của chị Cúc 200.000 đồng, Tèo Bà Xíu mượn của chị Cúc 1.500.000 đồng đưa cho Thọ. Tất cả Thọ dùng để chơi game, tiêu xài cá nhân. Cha của Thọ đi tìm con trai và xe máy không được nên báo công an huyện Cái Bè. Sau đó, chị Cúc đã giao nộp chiếc xe máy cho công an để làm cơ sở xử lý. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.